Ôi, chào mọi người đến đây kênh của Alex. Hôm nay anh Alex chạy qua bên Trân Thành nè. Thì có cái chiếc vô ly đó. Coi y hình nha. Đó. Đây. Thì cũng chạy tới chạy lui thôi mọi người. Giai đoạn này nó cũng hơi vất vả, thì cố gắng lấy hết xe ở bên Bình Phước cho anh chị em. Thì bây giờ Alex sẽ đi một vòng, bây giờ không có lấy được chìa khóa đó. Nhiều khi chỉ có xem được ở bên ngoài thôi thì mọi người thông cảm nha. Nhưng mà xe máy móc cái này kia thì Alex cũng có hỏi mọi người á, thì xe nó vẫn hoạt động bình thường. Đăng kiểm là tháng 12 năm 2020 nha. Thì mới có bỏ đăng kiểm mấy tháng thôi. Ok. Giờ mình cùng đi xem một vòng nè. Đây, đây là em Julie 2003. Hôm trước là có lấy một chiếc ở bên bệnh viện Đa Khoa, người ta cũng đang sử dụng bình thường. Xe này thì nhìn chất lắm đó, mọi người, xe này màu đẹp ghê luôn đó. Thì đây đang ở trong cơ quan nhà nước đó nên là Alex cũng hơi tế nhị, chỉ quay sơ lại cho mọi người thôi. Ở đây này nó cấm quay phim chụp hình đó, thì cũng tế nhị dữ lắm nên là mọi người cũng thông cảm. Cái màu sơn nó đẹp ghê mọi người. Đây, đăng kiểm nè. Đó, thì còn giờ nó cũng gần tối rồi, Alex chỉ quay được nội thất cho mọi người nè. Như đó không có chìa khóa mới khổ chứ. Nhưng mà đảm bảo là xe này nó vẫn nổ bình thường nha. Thì gần như xe nào có Alex nó cũng vậy hết. Dưới bên trong này đó, đây này, ở đây không có thấy được. Mình cũng quay đây cho mọi người coi nè. Đó, nội thất bên trong này. Mọi thứ cũng khá là sạch sẽ, nghĩa Alex nghĩ trong đó nó cũng thơm tho rồi chứ. Đó, màn hình LED rồi mọi người. Đó, màn hình Android chứ. Nói chung cũng lên rồi chơi. Đó, thì mọi người coi nè. Đó, khung sâu nhìn đã ghê không, cái cản này kia nè. Đó, máy 2.0 MBI. Không biết có cầm không ta? À, không có cầm mọi người. Thùng bệ lốp lít thì vẫn ok ha. Đó, giòn keo nè, những cái dùng chỉ này nè. Cũng vẫn mới nha, vẫn còn niêm phong nha mọi người. Đó, tức là xe của Alex thì chia sẻ cho anh em á. Thì có sao chia sẻ vậy thôi. Thì cũng cố gắng là mình trội lốp còn mới nguyên mọi người ơi. Đây, sẵn thì cũng chia sẻ luôn là một số anh em có nhắn tin ở trên kênh của Alex á, là mua xe này hay mua xe kia khó khăn. Thật sự cái kênh của Alex là không có quản mua bán, kênh của Alex là để chia sẻ và review đó. Thì mình, nếu như mình cứ mua bán ở trên kênh YouTube á, thì nó mang lại một cái gì đó nó phản cảm lắm. Alex không có muốn mang cái chuyện làm ăn kinh doanh nó nhộn nhịp nó lên trên đến cái kênh của mình. Thì còn Alex thì chỉ chia sẻ ở trong nhóm của anh em trong YouTube. Thì đang nói câu chuyện thì có khách gọi đến nên là Alex lại phải dừng máy lại. Khổ thiệt. Thì con máy này thì cái lốp là mùi nè, bây giờ nó cũng tối mất tiêu rồi. Alex không có lấy được chìa khóa ở bên phòng tài chính kế hoạch á. Thì cái lốp nó còn mới ghê luôn. Thì coi mình coi cái đất lốp như thế nào nè. Đến tối quá không có thấy cái đét lốp đâu hết. Thì đại khái thì cũng nói với mọi người rồi đó, kênh của Alex là cái kênh chia sẻ thôi. Thì anh em trong hội nhóm của Alex chơi trong nhóm của mình đó, thì Alex chia sẻ là cho anh em thôi. Cũng mỗi người ví dụ ai thích thì Alex để lại giá đó, mình anh em mình còn kiếm cơm kiếm cháo được. Chứ còn buôn bán ở ngoài ra thì ở trên cái kênh đó, nó vô duyên, nó vô duyên lắm. Thì Alex nghĩ sau này á, đây nè mọi người, đó, tối quá, tuần thứ 14 năm 2017, đó mọi người thấy không, đó, thì nó 2017 mà nó còn vậy nè, đây, bây giờ nó quay khung rầm cho mọi người coi nha, đó, thì bây giờ nó tối quá, nhưng mà khung rầm thì rất là chắc nha, không có phải đâm đụng gì đâu. Không có thấy đâm đụng luôn á.
đó. Đây. Bắt. Đó. Ở phía dưới thì cái ốc cổ bô, cái cổ bô nó cũng hơi mục thời gian mà. Đây. Đó. Ồ. Nói chung là máy móc thì mình không có coi được, nhưng mà mọi người coi cái bề ngoài của nó cũng khá là đẹp đó. Tại vì nó cũng được để ở trong cái khu nhà lồng này nè mọi người. Đó, nhà ở của nó ở trong này thì cũng khá là ổn, không có phải mưa gió gì đâu, cũng không có quá ẩm thấp, mọi thứ nó còn nguyên kim, nguyên tem nguyên kiện nè, đâu ai dám đụng chạm gì đâu. Thì vô muốn xem thì cũng xem bảo vệ đó. Rồi mình đang nói đến cái khúc nào ở trên kênh đây, cái đèn đẹp quá mọi người. Đến khi mình là chủ xe mà rất nhiều khi á là mình cũng không được xem xe cho nó đàng hoàng, thôi kệ đi, đôi khi mong hên hay không bằng may đâu mọi người đó. Thì thôi, nói chung là cũng cố gắng mang lại một cái điều gì đó cho anh em thôi. Video đến đây thì cũng khá là dài quá, nó cũng không có quay được gì nhiều hết, tại vì máy móc ở bên trong mình không quay được. Thì cũng hỏi sơ sơ anh em canh gác á, đây là dân quân tự vệ ở đây, người ta canh giữ cái xe này dữ lắm đó. Thì xe công vụ mà thôi. Video đến đây cũng dài, để lần sau Alex sẽ vừa quay vừa chia sẻ với lại mọi người. Giờ thì xin chào, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.